Xin chào các bạn, trở lại với kênh Nút 7. Hôm nay Út chia sẻ cái một loại cây và một cái này rất là quen thuộc trong bữa ăn, mình có thể ăn nhưng mà mình không có để ý đến công dụng. À, nó có thể trị được một số bệnh như tay chân, tê lạnh, mồ hôi trộm nè, đặc biệt là đau nhức xương khớp, bệnh rút, viêm nhiễm phụ khoa, gai cột sống, viêm tinh hoàn, yếu sinh lý, nam giới và bệnh tổ đẻ đó, và viêm xoang và một số bệnh khác. Đó là cây lá lốt. Thì lá lốt trong cuộc sống chúng ta làm những thực phẩm ăn hàng ngày thì nó có hình, nó là thuộc họ hồ tiêu, cây cao lớn khoảng chừng 20 đến 50 cm, mọc thành bụi và thẳng đứng. Cây thì có chứa nhiều tinh dầu nè. Và thì nó có tác dụng là kháng viêm, giảm đau, chống viêm rất là tốt. Đặc biệt là chữa đau nhức khớp rất là hiệu quả các bạn. Thì nó có rất nhiều là tác dụng. Thì ốc chia sẻ tác dụng thứ nhất là nó tăng cường sinh lý, chữa được vô sinh, giảm sinh tinh, có tính nấm và chữa lạnh rất là tốt, tăng cường việc trao đổi chất trong cơ thể của mình. Tác dụng thứ hai của cây lá lốt thì nó có hỗ trợ điều trị bệnh rút. Ngoài công dụng điều trị cột sống, bệnh trĩ thì nó có tác dụng là giảm axit folic trong máu và giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh rút rất là hiệu quả. Thì Úc cũng chia sẻ cái cách sử dụng để điều trị cái bệnh rút luôn nha. Bệnh rút. Cách thứ nhất là lấy 30 g lá khô, nếu mà mình không có lá, có lá tươi càng tốt nha các bạn. Và 30 g cây vòi voi, 20 g cỏ xước, 1 lít nước, mình rửa sạch và nấu 1 lít nước, còn một chén. Chia làm 3 lần trên một ngày mình uống. Kiên trì mỗi ngày thì nó sẽ thuyên giảm. Và cách thứ hai là mình dùng nấu nước để ngâm chân. Mình dùng 200 g lá lốt, nấu đến 3 4 lít nước, nấu cho sôi lâu các bạn, để cho cái lá lốt nó ra cái tinh dầu. Rồi mình nấu sôi khoảng chừng 30 phút nữa. Mình tắt bếp, xong cái mình cho 200 g muối hạt. Nếu mà được muối hạt lâu năm thì càng tốt nha. Để hơi nguội tí và mình để cái chân vào cảm thấy được á, thì mình ngâm chân và ngâm tay, nó trị được cái mồ hôi tay chân lạnh luôn các bạn, như là phong thấp xương tê luôn. Mình vừa ngâm xong cái em mình lấy cái tay mình hoặc là cái khăn á, mình nhúng cái nước đó lao lên cái phần chân nè, lao từ cái đùi xuống chỗ nào mình đau nhất á, thì mình phủ nó lên. Và mình có thể chế biến các món ăn như là mình đem đi cuộn thịt nướng hoặc là chiên gì đó, hoặc là mình cắt nhỏ ra mình đem đi xào với trứng, thì bổ sung cho bữa các bữa ăn hàng ngày, thì cái bệnh rút nó sẽ từ từ thuyên giảm nha. Công dụng thứ ba là tăng cường sữa mẹ. Lá lốt thì nó chứa nhiều các hoạt chất tốt cho cơ thể, nó rất là lành tính và nó mang tính ấm cho cơ thể. Khi các bà mẹ sanh thì sử dụng lá lốt tạo ra những tuyến sữa, cho kích thích tuyến sữa để cho bà mẹ có sữa nhiều cho em bé. Tác dụng thứ tư của lá lốt là chữa ra mồ hôi tai trộm. Đối với trẻ em thì hay bị đổ mồ hôi trộm các bạn, cơ thể nó bị nhiễm lạnh tay chân lâu thì mình rất cơ thể rất là yếu xanh xao nha. Thì mình dùng lá lốt khoảng chừng 100 g và mình rửa sạch, nấu sôi khoảng chừng 1 lít nước gì đó, rồi hơi ấm ấm mình tắm cho bé. Nếu mà tắm được ngày 2 lần thì càng tốt, nó sẽ nhanh hết. Mình tắm là tắm cho bé nhưng mà không có dội nước rã lại nha, để cho cái tinh dầu của lá lốt nó thấm vào cái phần da của bé, giúp kích thích lỗ chân lông nở ra để cho nó tiết được cái mồ hôi cơ thể trong cơ thể của bé, thì giúp bé điều hòa cái tiếng mồ hôi trong lỗ chân lông ra, thì từ từ bé cơ thể sẽ ấm lại và hết đổ mồ hôi trộm. Tác dụng thứ năm của lá lốt là chữa được cái tổ đẻ bàn tay bàn chân. Thì cái bệnh tổ đẻ này là một bệnh virus thường gặp thường xuyên. Thì lấy một nắm lá lốt rửa sạch và giã nhuyễn, quắt lấy nước, cái phần nước của cái lá lốt á, thì mình uống, còn cái phần xác á, thì mình đắp lên và mình băng bó bằng cái vải á, làm ngày 2 lần nha. Thì khoảng chừng 2 3 ngày nó sẽ lặn và nó giảm sưng ngứa, cái tổ đẻ sẽ khô mặt lại và hết.
sáu, lá lốt còn chữa được cái bệnh đầu gối bị sưng đau. Thì mình lấy cái 200 g lá lốt với phần muối, lâu năm càng tốt, mình đem đi nấu sôi và mình ngâm giống như là cái phần trị bệnh rút đó bạn. Và mình lấy cái phần thân đó, mình thấm vào cái phần nước lá lốt và muối nè, mình đắp lên cái phần đầu gối, đắp ấm ấm như vậy đó, đắp khi nào mà nước nó nguội hẳn luôn nha, rồi mình đã nghỉ. Thì thực hiện như vậy thường xuyên ngày một lần thì một tuần lễ thì sẽ có kết quả các bạn. Hoặc là mình không làm theo cách đó thì mình dùng 20 g lá lốt nè với 220 g lá ngải cứu, mình đem đi rửa sạch ra rồi cái mình giã nhuyễn nó, rồi bỏ giấm vào, bỏ nửa chén giấm vào, bỏ sệt sệt đó bạn, bỏ khi nào mà cái phần ngải cứu và cái lá lốt nó hơi sền sệt thì mình đem đi xào cho nó hơi ấm ấm, rồi mình bỏ vào một cái vải vải hay là cái khăn gì đó, rồi mình quấn lại, rồi mình để lên, mình trườm lên cái phần đầu gối của mình á, thì khoảng vài lần là kết quả trong một tuần là sẽ hết nha. Tác dụng thứ bảy của lá lốt là trị quy đột bệnh phụ khoa, bệnh viêm ngứa, bệnh khí hư của phụ nữ. Thì mình sử dụng 50 g lá lốt, rồi với 30 g nghệ tươi và 20 g phèn chua. Cái phần nghệ và cái lá lốt mình đem đi rửa sạch, mình dò cái phần lá lốt cho nó nát nát các bạn. Rồi nghệ thì mình đập dập dập nè, mà mình bỏ 1 lít nước vào, mình nấu cho nó sôi, dặn lửa nhỏ nha. Để lửa nhỏ thì cái tinh bột nghệ và cái tinh dầu của cái lá lốt nó ra từ từ, mình nấu đừng có để lửa lớn quá, nó bay mất hết các tinh chất của cái trong hai thành phần đó. Rồi xong rồi cái nó hơi sôi cho lâu thật là lâu, rồi mình để phèn chua vào, mình để phèn chua vào, mình khuấy cho nó đều, rồi mình lấy khoảng lấy lên khoảng chừng một chén nước á, mình để dành, rồi còn phần lại á, thì mình ngồi xong cho đến khi nào mà nước nó nguội hẳn nha, rồi cái mình lấy cái một chén nước đó mình đem đi rửa. Tác dụng thứ 8 của lá lốt là trị được cái gai cột sống. Thì dùng 30 g lá lốt, rửa sạch, nấu với 5 nửa lít nước, rồi nấu cho nó sôi, để lửa nhỏ luôn nha bạn. Nấu cái phần này thì mình phải để lửa nhỏ từ từ để cho nó tiết ra cái phần tinh chất của cái lá lốt á. Thì nấu còn khô lại khoảng chừng 200 ml nước, khoảng chừng chén. Cái mình uống sau buổi tối, uống sau ăn mà vào buổi tối nha bạn. Thì khoảng chừng một tuần là gai cột sống của mình sẽ có kết quả nha. Tác dụng thứ 9 của lá lốt thì chữa được cái bệnh phù thủng do suy thận, hoặc là do mình tích tụ nước, cơ thể của mình bị tích tụ nước quá. Thì cái triệu chứng của nó là khi mình lấy cái ngón tay mình ấn vào cái phần thịt cơ thể của mình nè, nó không có đàn hồi lại, nó bị thủng vô luôn bạn, gọi là bệnh phù thủng. Thì lấy 20 g lá lốt, lá tươi nha, lá tươi càng tốt, nói chung là mình xài lá tươi thì có tinh dầu nhiều hơn là cái lá khô, và cộng thêm cái cà gai leo, rễ tầm gai và lá đa bông, mã đề, rễ mỗi quả, mỗi thứ 10 g. Thì mình nấu với nửa lít nước, còn lại 200 ml nước là khoảng chừng một chén các bạn. Mình uống sau khi ăn khoảng chừng 3 đến 4 ngày là có kết quả, cái bệnh phù thủng của mình sẽ hết nha. Tác dụng thứ 10 của lá lốt thì chữa được cái bệnh viêm son nè. Mình lấy vài lá, cái mình đem đi rửa sạch, xong cái bạn dò nhẹ nhẹ cho nó dập dập cái phần lá lốt đi, cho nó ra cái tinh dầu của trong cái lá lốt á, cái mình cuộn lại cho nó tròn gọn lại, cái mình để vào cái khoang mũi, rồi mình hít giống như là mình hửi dầu gió nha bạn. Chủ yếu là mình lấy cái tinh dầu trong cái lá lốt, thì ngày mình có thể làm 2 hoặc 3 lần trên một ngày thì cái bệnh viêm son nó sẽ giảm từ từ nha. Tác dụng thứ 11 của cái lá lốt thì trị được cái mục nhọt sưng, cái mục nhọt mà nó không có lành vết thương á, nó còn bị hở miệng các bạn. Thì mình lấy cái phần lá lốt nè, vài lá, rồi cái lá tía tô, rồi lá chanh, mình giã cho nó nhuyễn, xong cái mình đắp lên cái phần mục nhọt đó, đắp cho nó lan rộng ra cái hơn cái phần mục nhọt nha, để cho nó giảm cái phần sưng và nó gom lại cái cùi, mà từ từ nó sẽ hút cái phần cùi của mụn nhọt ra hết.
và nó khô mặt trở lại. Tác dụng thứ 12 của cái lá lốt là trị được cái bệnh đau bụng, nhiễm lạnh. Giống như là mình uống nước đá thì cái bụng mình cảm giác như bị lạnh đó các bạn. Nhưng mà thực chất là mình không có uống nước đá nhưng mà vẫn bị lạnh đó. Như gọi là đau bụng nhiễm lạnh. Thì mình lấy 30 g cái phần lá tươi, mình nấu với 1 lít, nửa lít nước. Xong rồi cái mình còn khoảng chừng 1 chén vậy đó. Mình uống lúc ấm ấm nha, uống vào buổi tối và trước khi ăn. Thì 2 ngày thì cái bụng mình sẽ hết là triệu chứng bị lạnh. Tại vì cái lá lốt nó có chứa tinh dầu và nó làm ấm cơ thể của mình. Tác dụng thứ 13 của cái lá lốt là trị được kiết lỵ. Thì mình lấy khoảng chừng một nắm, khoảng chừng 20 g lá lốt. Cái mình đem đi rửa sạch và nấu với nửa lít nước còn khoảng chừng 1 chén. Cái mình chia ra làm 2 lần, uống sáng chiều. Thì mình uống buổi sáng xong nửa chén. Thì cái phần còn lại đó mình bỏ vào cái bình giữ nhiệt nha. Mình uống ấm mới cái phát huy tác dụng của cái tinh dầu trong lá lốt. Tác dụng thứ 14 của cái lá lốt là chữa được cái ngộ độc thực phẩm. Thì ngộ độc thực phẩm thì trong nhiều môi trường sống á, chúng ta có thể ăn những loại thực phẩm bị ngộ độc có triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và đi đại tiện nhiều lần thì gây cơ thể mình kiệt sức và mệt. Thì mình lấy một nắm lá lốt nè, cái mình đem đi cũng nấu nước luôn, nấu nửa lít nước rồi còn lại chừng 1 chén gì đó rồi cái mình uống nó sẽ hết nha.